Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ tư ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Yes, start the game already. Trận đấu tiếp theo. Yes. Vâng, cho Son ạ. Cho Pan Zom hit đánh được, cố. Vâng, như vậy là Zoman của Long Lê. Và Hitty là quân của 98. Cho Son về lớp và Pameran là quân của game thủ thứ 4. Trận này Thứ không chọn Egypt rồi, nãy thế chọn Egypt luôn. Thôi bác Lê Thu ơi, bác đừng ngáo nữa. Khổ quá. Egypt nào ở đây? Toàn nói vớ va vớ vẩn làm anh em phân tâm. Đây là cho Son của game thủ Velop. Cho đến màn hình máy của Xuân Thứ. Xuân Thứ là người cầm con Parmesan. Ông check lại xem. Thế việc gì tôi lại phải check? Không, em chém gió thôi chứ em check rồi. Không phải là Xuân Thứ cầm chọn Egypt đâu. Xuân Thứ chọn Roman. Em chào bác Lê viết danh nhá. Mắt của bác Lê Thu thì nhìn chuẩn đấy, là có con Egypt. Nhưng mà người để con Egypt thì không phải là Xuân Thứ, mà là cái người cầm màu 4 trận, cái người mà cuối cùng ở trận trước ấy. Trận trước thì cái người cầm cái màu cuối cùng đó là cái màu vào sau, đó là màu của Long Lê thì phải. Long Lê là người mà thể hiện Egypt nhưng mà nó lag thôi, nó sẵn sàng nhưng mà nó chưa hiện ra gian đom thôi. Thì trận trước Long Lê là người cầm con Pan mà. Bác Lê Thu còn trên livestream không nhở? Thế đâu rồi? Tôi yêu đã về với nhà chính của game thủ Xuân Thứ rồi. Có chuyện ma gì mà dạo này nhạc quá anh ạ. Nhạc quá chả mà làm. Đâu rồi anh Lê Thu còn trên livestream không? Thế đâu rồi? Bảo sao gõ giờ YouTube chưa thấy. Nhát quá mà không làm. Đâu rồi ông Lê Thu đâu rồi, trời ơi. Bảo là Xuân Tứ chọn 3 Egypt xong rồi. Nói xong rồi té luôn rồi này. Vào cãi nhau đi cho vui. Pan của Xuân Tứ đang bắt đầu đẩy bầy hiêu đặt DS để ăn cả bầy hiêu và cả cánh rừng ở phía trên. Zoconta.
lived on it. Calore, Isa, Sovanta, Alamas, Somas. Calore, Oklahoma, Alamas, Sovanta, Alamas. Alamas. Holmes. Rogan? Zoconta. Alamas. Donna E. Alamas. Donna E. Fury. Holmes. Laurie. Isa. Alamas. Holmes. Donna E. Holmes. Rồi như vậy là chúng ta đang theo dõi màn hình máy Parmesan trong tay của game thủ Velop. Đây là game thủ Xuân Thứ. Chuyển sang màn hình máy của Velop xem nào. Velop cầm trò son. Bộ bài khá đẹp. Ô, cảm giác Velop rất có duyên với cái góc này nhá. Góc này khá nhiều đồ. Trận trước cũng nằm góc này, cũng quả phụ cũng có hướng này đây. Đó, như vậy là màu 7 game thủ 98 là người cầm, con Hitty nằm cạnh với lại phía nhà của Velop ở trên hướng 12 giờ. Vâng, cố gắng chỉ ở dân của màu 7 Hitty nào. Vâng, như vậy là con giò Velop bị oảng rồi. Bên đây còn nguyên bầy hươu nữa ở phía dưới. Vừa giò tiếp theo xin thêm. Vâng, tơn tiếp theo sau 2 lờ đều. Sư tử rồi này, lại chọc cho vui, bệnh hoạn. Không có giáp, vẫn lại lao chọc con sư tử cho nó vui. Tiếp tục ra ruộng đi. Người chém sắp tới rồi, chào bác Nguyễn Đức Thịnh nhá. Rồi vào đi. Rồi nhanh rồi, bảy rồi. Mày hả mới bo với chúng tôi này, hai lần siêu đều. Đây là Yamato chứ không phải là cho son đâu. Đây là Yamato nha các bạn. Cái này thì không kèm được. Vậy là màu 7 chính xác là một bài thu vào cái hốc ở trên đỉnh 12 giờ. Chúng ta tiếp tục ra thêm những chức dụng lẻ ở cái vị trí bãi quả đã bú xong. Còn cả bởi hiệu phía này nữa rồi à, tạt sang bên phía nhà người cùng cánh với lại bên của Xuân Thứ. Còn đấy là người cầm Parmesan. Parmesan đánh cung R tầm này là 24. Lượng chém của Long Lê cũng đang là khá đông. Vâng, hello Mark Gimmer. Sở thì không chứ. Nào, chuyển sang bên này. Vâng, với lớp đang vẻ để cố gắng bắt 3-4 con dân của game thủ Long Lê. Trận đấu này lớp chém tốt thế nhờ. Vâng. Chém quá tốt. Rồi, 98 đi sai.
đâu rồi, bác Vương Mai Cẩm đâu rồi, trận này lại đi nắm lít đâu rồi, thắng là chả thấy nói gì nữa. Vâng, cho nhau có ít sao đi, tặng nhau ít sao đi được không? Chung kết nha anh em ơi, chung kết.